Hi, xin chào tất cả anh em, mình là Việt Anh của máy đo chuyên dụng. Và trong video hôm nay thì mình sẽ giới thiệu đến cho anh em máy đo đường của hạt cacao có mã là MC7825COCOA, giúp thực hiện các phép đo lường và xác định độ ẩm của hạt cacao. Máy được ứng dụng trong các công việc như phân bổ, thu nhận và lưu trữ đóng gói hạt cacao. Ngay bây giờ hãy cùng tìm hiểu chi tiết hơn về sản phẩm này nhé. MC7825COCOA sử dụng mạch LSI độc quyền với khả năng đo nhanh và độ chính xác cao. Máy có giải đo từ 0 đến 24%, sai số chỉ cộng trừ 0,5%. Máy được tích hợp một màn hình kỹ thuật số LCD để hiển thị các kết quả đo và thông số một cách trực quan, cho phép người dùng quan sát hoạt động dễ dàng. Bạn có thể kết nối thiết bị với máy tính PC để thống kê và in bảng cáp USB hoặc bộ chuyển đổi Bluetooth tùy chọn. Máy sẽ được tắt nguồn để tiết kiệm pin sau một thời gian không sử dụng. Ngoài ra, MC7825COCOA còn có tính năng chỉ báo bằng màu đèn LED, giúp người dùng dễ dàng và nhanh chóng nhận biết được tình trạng độ ẩm của vật liệu. Đèn LED màu xanh tương ứng với tình trạng khô thoáng, an toàn. Đèn LED màu vàng tương ứng với trạng thái ẩm của hạt cacao ở đường biên khô và ướt. Đèn LED màu đỏ cảnh báo cacao đang ở trạng thái ẩm ướt và cần được xử lý. Đầu tiên bạn kết nối tay cầm với chân đo và thân máy, sau đó lắp pin vào thiết bị. Lưu ý lắp đúng cực của pin. Nhấn nút nguồn và nhả ra để bật máy đo, sau đó chèn chân đo vào trong vật liệu cần đo. Giá trị hiển thị trên màn hình là giá trị độ ẩm của vật liệu cần đo. Bạn hãy đọc giá trị trên màn hình và để ý điều kiện độ ẩm qua đèn LED mã hóa màu. Lưu ý, kết quả sẽ thay đổi nếu chân đo được giữ lâu ở trong vật liệu đo. Để giữ giá trị lớn nhất trong khi đo, chỉ cần nhấn nút hold cho đến khi biểu tượng mark xuất hiện trên màn hình. Nhấn lại nút này một lần nữa để thoát chế độ giữ giá trị lớn nhất và quay về trạng thái hiển thị tức thời. Để loại bỏ ảnh hưởng của môi trường, bạn cần tiến hành hiệu chỉnh không như sau. Nhấn nút nguồn để bật máy đo, đặt chân đo trong không khí và không chạm vào bất cứ thứ gì. Sau đó nhấn nút zero để màn hình hiện không. Khi đó, máy đã được hiệu chỉnh không. Để thiết lập giá trị AL1, bạn nhấn và giữ nút Select cho đến khi biểu tượng AL1 hiển thị trên màn hình. Bạn có thể thay đổi giá trị thiết lập cảnh báo bằng cách nhấn nút lên hoặc xuống. Nhấn nút Select để xác nhận và quay về trạng thái đo. Sau đó bạn thiết lập giá trị AL2 tương tự như thiết lập giá trị AL1. Lưu ý, nếu giới hạn AL2 được thiết lập nhỏ hơn AL1, thiết bị sẽ tự động khôi phục lại thiết lập mặc định của nhà máy AL1 bằng 13 và AL2 bằng 18. Nếu kết quả đo nhỏ hơn AL1, đèn màu xanh sẽ sáng. Nếu kết quả đo lớn hơn AL2, đèn màu đỏ sẽ sáng. Nếu kết quả đo nằm trong khoảng thiết lập AL1 và AL2, đèn màu vàng sẽ sáng. MC7825COCOA có trở kháng đầu vào rất cao, các bộ phận đều được cách nhiệt, vì vậy anh em nên bảo quản ở những nơi khô ráo, thoáng mát. Khi màn hình máy hiển thị biểu tượng cảnh báo pin yếu, cũng là lúc anh em nên thay pin để đảm bảo các kết quả đo luôn được chính xác. Và nếu trong thời gian dài không sử dụng, anh em nên tháo pin ra để tránh pin chảy nước ảnh hưởng đến mạch. Như vậy là các anh vừa đánh giá xong sản phẩm, anh em thấy sao về sản phẩm này? Máy đo đường của hạt cacao MC7825COCOA hiện đang được bán với giá tham khảo khoảng 3,5 triệu đồng và hành 12 tháng trên toàn quốc. Anh em có nhu cầu muốn mua máy chỉ cần nhấc điện thoại gọi tới hotline 0904 810 817 hoặc truy cập vào website maydochuyenduong.com để mua hàng nhé. Còn bây giờ thì mình đang xin chào tạm biệt và hẹn lại anh em trong những video sau của máy đo chuyên dụng.